Bạn đang cười cái gì vậy? Bạn có biết số 100 này là gì không? Đó là tượng trưng cho tình cảm tôi dành cho khán giả là 100%. Phần trăm. Apa yang kamu tertawakan? Tahukah kamu apa itu angka 100? Itu melambangkan apa? Bahwa cintaku kepada penonton adalah 100. Alasan. You lost? No. Oh my god. No. Bạn nghĩ làm sao mà tôi chơi thua vậy? Bạn biết tôi vừa mới chơi cái gì không? Menurut Anda, bagaimana saya baru saja bermain? Jadi, Anda tahu apa yang baru saja saya mainkan? Nah, khán giả họ hỏi tôi rằng tôi yêu thương khán giả là bao nhiêu? Tôi không trả lời, tôi chỉ viết lên mặt của tôi là yêu thương khán giả 100%. Bang Andi, tolong. Mereka bertanya kepada saya seberapa besar saya mencintai penonton. Saya tidak menjawab. Saya hanya menulis di wajah saya bahwa saya mencintai penonton 100%. Alasan guys, alasan. You lost? Lost what? Thôi bây giờ không cần nói nữa, bạn hãy mau kêu gọi người nhà của bạn vào cứu bạn đi. Để bây giờ bạn sẽ là người bị vẽ nghịch mặt trên gương mặt đó. Baiklah, sekarang tak perlu bicara lagi. Cepat panggil anggota keluargamu untuk menyelamatkanmu agar sekarang kaulah yang punya coretan di wajah itu. You lost. Các bạn ơi, cô gái. Các bạn ơi, cô ấy nghèo quá, phát điên luôn rồi kìa, ngồi cười một mình. Wei, aduh tolong, Bang Andi. Teman-teman, dia sangat miskin sampai dia gila. Duduk dan tertawa sendirian. Pantai kau. Ngerti pantai. Ngapain lu ketawa-tawa? You funny lah, crazy lah. No. You crazy lah. Ah. Ha. Okay. Batu lu lah. Aku baru saja naik, belum ada 1 menit dan kau memanggilku. Tuy là ba tôi ngủ nhưng tôi còn rất nhiều người ở đây. Meskipun ayahku sedang tidur, aku masih punya banyak orang di sini. Mawar guys, mawar. Kau selalu begitu, Queen. Aku baru saja naik, belum ada semenit. Tap-tapku belum sampai 1000. Chip bò ra, chip bò, chip bò. Chip bò, chip bò, chip bò. Kok triple kan? Anjir, kok bisa tolong apa sampe? Oh, itu baru. Waro turu. Waro turu. Cipo guys, cipo. Aku hanya ingin memainkan 1 menit. Telur, aku akan pergi. Ui, satu lawan clear. Ui, yuhu. Dia bunyi ya. Tolong buci guys. Anjir, memalukan. Tolong buci. Chơi các bạn một trận sau đó
memanggilmu. Aku akan mengalahkanmu setelah ini. Tôi sẽ mời bạn và gọi cho bạn. Tôi sẽ đánh bại bạn sau trận này. Aku akan menambahkan lagi di mukamu itu dengan banyak sekali tulisan. Tôi sẽ thêm nhiều hơn vào khuôn mặt của bạn với rất nhiều chữ viết. Ok. 3.000 anjir, cepet rem. Rồi, tôi nghĩ rằng bạn hãy nên ngủ và mơ về điều đó. Vì bạn sẽ không bao giờ vẽ lên được gương mặt xinh đẹp của tôi đâu. Menurutku kamu sebaiknya tidur dan memimpikannya, karena kamu tidak akan pernah bisa melukis wajah cantikku. Turun. Trời ơi, các bạn nhìn nè, chơi cái gì mà tôi hên 2.000 điểm mà cô ấy chưa được 100 điểm nữa. Trời ơi. Ya Tuhan, lihat permainan ini. Saya mendapat 2.000 poin, tetapi dia belum mendapatkan 100 poin. Aku sudah bilang, aku baru saja naik. Tôi đã nói với bạn là tôi vừa mới bắt đầu. À. Ok, go home. Go home. Bye. Ok, bye bye.